gì mà cứng ngắc, cút ngoài cũng không được. Tôi ráng đi anh hai. Mày ráng mình đi, tao không làm nữa đâu. Thì nghỉ chút đi, để em làm cho xong, chứ không lòng bác hộ đuổi hai anh em mình nữa. Khỏe rồi phải không? Tao nói với mày rồi, cái đất này trâu bò cày còn không được đó chứ con người. Ê thằng kia, mới nói gì đó, làm biến hả mày? Tôi đâu có nói gì ông đâu ông bá hộ. Cái đất này nó cứng thiệt mà. Tụi tôi cuốc bao nhiêu lưỡi cuốc rồi, xuống cái đầu là mẻ cái đó à. Hổm trài á, tụi bay làm hư biết bao nhiêu lưỡi cuốc của tao. Sáng giờ tụi bay làm được có bao nhiêu đây đó hả? Tụi bay làm được hay không? Nghĩ đi. Vậy lần sau ông, tại đất cứng quá chứ tụi con cũng cố gắng hết sức rồi. Thôi khỏi nói nhiều với tụi bay, cho tụi bay nghỉ. Ừ, nghỉ thì nghỉ. Vậy ông trả tiền công mấy tuần nay cho anh em tụi tôi đi. Cái gì? Mày nói gì? Mấy tuần tiền công của tụi bay có đáng bao nhiêu? Có mua nổi mấy cái lưỡi cút vàng cút bạc của tao không? Tao không bắt đền là mai lắm. Còn mày đặt tiền công. Ông nói gì được hả? Anh hai, tôi bỏ đi anh hai. Tao nói cho mày biết, tao thấy thằng em của mày á, nó còn dễ thương. Còn mày á, thì ghét, rồi thứ làm biếng. Tôi thì sao? Anh hai, tao từ đây á, triệt cho hai anh em mày khỏi làm ở cái làng này nữa. Muốn làm á, qua cái làng khác mà làm. Còn không á, vô rừng đốn củi mà ăn. Anh hai, vậy mày. Thôi được rồi, bỏ đi anh hai. Được rồi, thôi bỏ đi. Công nhận á, mấy cái lưỡi cuối cùng này cũng được quá chứ. Dạ. Hai thằng này mắc bẫy mình rồi. Hai đứa bay á, kiếm cho tao mấy đứa khác cũng làm y chang như vậy. Làm nhiều á rồi đuổi, đỡ tốn tiền. Đói quá, tao đi hết nổi rồi. Thôi vậy mình nghỉ chút rồi đi tiếp anh ơi. Mình phải kiếm gì làm mới có tiền mua đồ ăn bỏ bụng chứ. Mày đi đi, tao đi không nổi nữa đâu. Thôi ráng đi anh ơi, ngồi hoài là đi không nổi luôn á. Thôi ráng đi. Thôi đi nơi, ráng lên. Đi. Tao với mày chết ở đây quá. Tao đói quá, tao chịu hết đói rồi Nhi ơi. Thôi ráng đi anh hai. Em cũng đói quá, nhưng mà mình còn sức, mình phải ráng ra khỏi cánh rừng này. Nè anh hai, đừng có ăn. Anh hai, có chừng đau bụng chết đó anh hai. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Chẳng thà chết đói còn hơn chết đói. Anh hai, trần gian này ngày càng khó sống, ta cố hoài không sể, coi như hai người gặp mai đi. Những thứ này tuy xấu xí cũ kỹ nhưng đều có phép. Cái nồi làm ra bắp, gậy dạng dặm thì đi bất kỳ đâu.
con dao cùng hạ cây rừng như chặt chuối. Nhưng tự các ngươi phải tìm ra công năng của những thứ đó. Còn hám mới nơi cũ như bản tính cố hữu của con người mà quăng đi thì các ngươi thiệt. Bây giờ biết của báo rồi. Phúc hay họa thì do bản thân các ngươi tự giải quyết. Chúc may mắn, ta đi đây. Phải bỏ xác ở nơi đừng thiếu nước độc mày sao? Ông trời ơi, tại sao ông lại khắc nghiệt với tôi như vậy? Ủa, anh hai, đây là cái gì? Sao tối hôm qua mình không có thấy? Ba cái dao cùng nồi đất, mấy cái đồ này làm được cái gì? Chắc cái tụi đi đường nó bỏ ở đây chứ gì. Lạ quá, nếu có người đi ngang đây thì phải thấy hai anh em mình chứ. Tại sao mấy thứ này lại ở đây hả anh ơi? Trong nồi có bắp nè anh ơi. Có bắp nè. Đúng rồi, được cứu rồi. Dạ. Là bắp thiệt rồi. Là bắp thiệt rồi. Anh hai, đừng có ăn nữa. Ăn bắp sống là đã bụng đó. Nhưng mà anh đau quá. Anh đau lắm. Thôi, thôi, đừng ăn nữa anh hai. Để em kiếm chỗ nào nó bắp cho anh hai ăn. Cái nồi này sẽ cất đi. Đi, đi nơi. Trời ơi, mày điên quá. Mấy cái này mày lấy chi cho nặng vậy? Mấy cái cây này thiếu gì trong rừng? Bỏ đi, mình có cái nồi đất là đủ rồi. Thôi kệ, lỡ cần á, con dao này cắt dây máng đường đi cho đỡ mệt. Anh hai, anh hai cầm cái cây này giống đi đi. Từ đây ra bìa rừng còn xa lắm. Mày nhiều chuyện quá. Cầm thấy cho nặng hả? Bỏ đi. Anh hai, anh hai, chờ em với. Anh hai ơi, hình như mình lạc rồi. Đã đổi quá. Mày đưa tao miếng bắp ăn cho đỡ đói đi vậy. Thôi ráng đi anh hai, ăn bắp sống đau bụng nữa đó. Ráng đem nghĩ cách coi sao. Mày định làm gì? Mày định lấy cái cây này mày phát quang hả? Mày có điên không? Nó lục như vậy chặt chừng nào mới đứt. Bỏ kệ đi. Kệ, cùng đường rồi. Để em thử coi sao. Hay quá vậy ơi. Đúng là do thời. Có đường đi. Có đường đi rồi. Anh hai, chắc là ông trời thấy anh em mình ăn ở có đức nên mới cho mình bảo bối này đó anh hai. Đúng rồi. Con xin cảm tạ trời đất. Anh hai, để em phát đường cho anh hai đi. Theo em anh hai. Có đường đi thôi. Mình đi thôi anh hai ơi. Hay quá, kỳ lạ thế. Cái nồi thì làm đá bắp, còn con dao này
chàng càng giống như chết bùn vậy. Còn cái gậy này không biết có thích sự gì không nữa. Thấy chưa, đúng là đồ bỏ đi mà. Quăng đi. Anh ơi, mình cứ mang theo, nếu có phép màu trước sau gì mình cũng biết. Có giao thần rồi, anh hai ráng đi, em sẽ phát quang đường anh hai dễ đi hơn. Đi thôi. Chờ tiếp đi. Ráng đi thôi. Tôi đi hết nổi rồi. Ráng đi thôi. Đi thêm chút xíu nữa là em tìm cách nấu bóc cho Nai ăn nha. Trời. Anh ơi, cái gậy. Trời ơi, tại sao nó bay lên vậy? Nó bay rồi. Ê ơi, ấm chặt vô, ấm chặt vô vậy, té đó. Vậy mà giữ chặt vô, công đó xuống là té tan xác luôn đó. Dạ dạ. Ê, ê, ê. Nó thụ. Anh ơi, mày bám chặt vô đi vậy. Leo lên đi. Anh dạ. Đi nguy hiểm quá. Anh hai leo lên trước đi. Để anh. Cẩn thận nhanh thôi. Giữ chặt vô. Ôi chị ơi, anh hai. Cái gậy này nó hay quá, nó bay được luôn. Chưa bao giờ trong đời anh hai bay cao được vậy luôn á. Em cũng vậy, lần đầu tiên thấy cảnh đẹp vậy đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, cái cây này nó hay quá, nó hay quá chị ơi. Anh hai này, vậy là bây giờ mình có tới ba bảo bối thần kỳ đó anh hai. Đúng rồi, có cái nồi đó mình làm ra bắp bạn khỏi sẽ đói nữa ha. Dạ, còn con dâu này em sẽ phát quang làm rẫy, đỡ mệt lắm đó anh hai. Trời ơi, cái thằng này sao mày khờ quá vậy? Mình có cái nồi làm đã bắp ăn rồi, mày khỏi có cần đồng trọt gì nữa. Mày đồng chi cho mệt vậy? Ủa, vậy mình không làm gì hết hả anh hai? Có chứ, mình làm nhiều thứ lắm chứ. Nè, mình lấy cái nồi đó, mình bắt nó làm việc đã bắp liên tục cho mình. Rồi mình lấy bắp, mình đổi lấy tiền, mình mua nhà, mua ruộng, mua vườn, hưởng già, khỏi làm gì hết, hiểu không? Hiểu rồi. Ủa anh hai, nhưng lỡ tới khi cái nồi nó hết ra bắp thì mình ăn gì anh hai? Thì bây giờ mình mới tranh thủ nè. Trời ơi, mày hỏi tao hoài à. Mày lo mày bay đi, lo hưởng thụ rồi nhìn phong cảnh. Đâu phải lúc nào cũng được vậy đâu. Dạ. Đẹp quá, hay quá. Dãy núi luôn kìa, mày thấy không vậy? Rồi, thác nước trên kìa anh hai. Đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi, ngồi sát cho đi, chụp nó xuống dưới giờ. Dạ, đã quá. Ủa anh hai, bây giờ mình lên cao quá rồi, sao mình xuống? Sao xuống? Tao đâu biết đâu. Vậy á, để em điều khiển cây gậy thử, còn qua trái qua phải coi được không? Kêu nó thử coi. Qua phải nha. Có chừng té. Hay quá. Gậy thần kỳ. Cái gậy này nó còn biết cái lời nữa. Dạ. Vậy ơi, bay nhanh lên vậy ơi. Vậy ơi, sao bay nhanh dữ vậy? Đã đi. Hay quá. Mổ lên đầu nó. Mổ nó cho tao. Hay quá con ơi. Mày thấy gà tao đá chưa? Anh hai. Để xíu. Thôi, bắt ra. Dạ. Lại tao biểu nè. Hai đứa bay phải chăm sóc hai con thần kê của tao cho cẩn thận nghe chưa? Mất một cọng lông là chết với tao. Dạ cậu hai. Nhưng mà giỏi đi, tao thưởng cho nghe chưa? Dạ, dạ. Ơn cậu hai, cứ để con lo. Giỏi, đi, nhanh lên. Dạ. Anh hai. Ủa, mày đi đâu đây? Đi đâu mà đem đồ tùm lum vậy? Không chán quá, em tính kiếm đất làm rẫy. Trời ơi, sao mày khùng quá vậy nhỉ? Nhà đầy đủ hết, mày muốn cái gì thì mày lấy cái đó, mắc gì mày phải đi làm? Tại em thích làm. Tao hỏi mày nè, mày làm nhiều để làm cái gì? Để có tiền đúng không? Có tiền xong rồi làm cái gì nữa? Có tiền là khỏi cần phải làm. Bây giờ mày có sẵn hết rồi, mày khỏi cần phải làm cái gì hết. Tự nhiên cái mày nai lưng ra mày đi làm kiếm tiền, sao mày điên quá vậy nhỉ?
Anh không có hiểu đâu. Em đi, em bảo anh là em mang theo cây gậy với lại con dao. Ờ, đem hai cái này thôi hả? Dạ. Để cái nồi lại đúng không? Dạ. Ờ, vậy cũng được. Thôi được rồi, nếu mà mày muốn đi á thì anh cũng không cản mày nữa. Để đi, xong rồi lâu lâu có rảnh á thì ghé về đây, anh em mình uống đồ tâm sự. Chứ có cái gì khó khăn á thì nói anh giúp cho, chứ không người ta không biết, người ta nhìn vô người ta tưởng là anh đối xử tệ với mày ha. Dạ, anh hai giữ gìn sức khỏe. Em đi nha. Ừ, đi đi. Cẩn thận nha. Dạ. Sao cái thằng này nói em tôi mà nó không giống tôi một chút xíu nào hết vậy ta? Trời, nó điên quá trời điên vậy. Đi đi, đi làm cho cực đi. Tao ở nhà cho nó sướng cái thân. Ta lớn công vậy chúa rồi mà lúc nào phụ hoàng cũng cho người theo hầu hạ ta hết. Công chúa ơi, sẵn cơ hội này chỉ có một mình ta, ta sẽ đi dạo cho thoải mái. Công chúa, công chúa ơi. Gậy thần đưa ta đến đây là đâu mà lạ quá. Giống hoàng cung quá. Khung cảnh thật là đẹp. Ừ. Nàng là ai vậy? Ta là tỳ nữ nội cung chuyên hầu hạ công chúa. Vậy ra đây là hoàng cung sao? Ừ. Nàng là tỳ nữ hả? Vậy là nàng được gặp mặt công chúa mỗi ngày hay sao? Ừ. Thì sao? Người muốn gặp công chúa hả? Có chuyện gì không? À, không, không có gì. Chỉ là ai cũng mong muốn một lần trong đời được nhìn thấy công chúa. Nhưng ta nghĩ giờ không cần nữa. Tại vì ta thấy không có ai đẹp bằng nàng. Vậy hả? Nếu như ngươi gặp công chúa thì ngươi sẽ thấy khác. Công chúa bao giờ chẳng cao quý hơn một tỳ nữ. Ta không biết, nhưng nàng là người cao quý nhất mà ta từng nhìn thấy. Ngươi đúng là khéo ăn nói. Ủa, ngươi là ai mà vô được giường thượng uyển này? Ta hả? Ta chỉ là một kẻ tầm thường, vô danh tiểu tốt, thích ngao du sơn hải thôi. Vậy sao ngươi lại vô được đây? Cấm vệ quân vòng trong vòng ngoài không gây khó dễ gì cho ngươi sao? Ta bay vô đây đó. Bay hả? Đúng rồi. Nhờ cái gậy này nè. Đây là cây gậy thần, nó có thể giúp ta bay khắp nơi, dù là chân trời góc biển. Sao? Đã không tin hả? Cô muốn thử một vòng không? Yên tâm đi, ta sẽ đưa nàng về không xảy một cọng tóc mà cũng không ai biết đâu. Đi, lên đi. Được, chạy đi. Ừ. Nàng vững chắc nha, ta bay lên đó. Ừ. Gậy ơi, bay đi. Đó, hoàng cung của nàng đó.
Chàng có biết không, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng cung ở trên cao đó. Công nhận nó rộng thiệt á. Đúng, nhưng bên ngoài còn nhiều cảnh đẹp hơn hoàng cung nữa kìa. Thiệt không? Để ta cho nàng coi. Đi. Đó, biển kìa, nàng thấy không? Wow, biển. Biển thiệt là rộng lớn. Nàng thích không? Thích, ta thích lắm. Đi. Bên kia là rừng kìa, có nguyên ngọn thác trắng xóa luôn. Đẹp quá, đi qua bên đó đi, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Nhưng mà ta nghĩ chắc mình phải về rồi. Coi chừng công chúa kiếm nàng đó. Không sao đâu, công chúa nói ta cứ đi chơi thoải mái đi. Công chúa biết nàng đi chơi hả? Nói chung là công chúa cũng dễ với ta. Thân mà. Thôi, ngươi chở ta đi đi, đừng có lo. Đi, qua bên kia đi, ta thích bên kia kìa. Đi. Thiệt hả? Được rồi. Nàng thích không? Thích. Nếu nàng thích đó, thi thoảng ta sẽ tới chở nàng đi ngoại thành. Nàng thường rảnh khi nào? Bất cứ lúc nào ta cũng rảnh hết á. Ủa? À, ta sẽ nhờ người khác. Dễ mà. Vậy hả? Công chúa ơi. Công chúa. Công chúa tới rồi. Ngươi đi đi. Đi đi. Vậy ta đi nha. Gặp lại nàng sau. Ghê ơi, bay đi. Công chúa trốn ở đâu á mà em tìm người mệt quá à. Người chơi dở ẹt à, có vậy tìm cũng không ra nữa. Sao mà em kiếm ra được? Công chúa bịt mắt xong rồi chạy ra đây đứng. Công chúa chơi ăn gian quá. Nói tới đây rủ người ta đi chơi, vậy mà mấy ngày nay biệt tâm mà, làm ta phải đổi đồ với tỳ nữ để ra đây nữa nè. Tỳ nữ. Ta cứ sợ là không gặp nàng. Ta chờ sẵn ở đây sao mà không gặp được. Vậy hả? Hôm nay ta đưa nàng tới chỗ này hay lắm. Thiệt hả? Ở đâu? Đi đi rồi biết. Nàng lên đi. Lên đi. Đây là vườn hoa màu của ta. Đã bao giờ nàng trông thấy một vườn hoa màu như vậy chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi cung đó. Vườn này là do chính ta chàng trồng hả? Phải, chính ta trồng đó. Nàng có thích không? Thích. Nếu nàng thích thì tốt quá. Đương nhiên là ta thích rồi. Nhưng mà sao ta không thấy lính đâu hết vậy? Hả? À, ý ta là thợ làm vườn á. Một mình chàng làm sao có thể làm hết được những việc này? Ngoài cây gậy ta còn có những bảo bối nữa. Nhưng nàng hứa là không nói cho ai biết nha. Ngoài cây gậy này ra chàng còn những thứ khác nữa hả? Đúng vậy. Ngoài cây gậy thần này ra ta còn có một con dao thần nữa. Tuy bề ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng mà nó giúp ta khai quang, mở rộng ruộng vườn. Chỉ cần gieo hạt, vun trồng là xong. Hay quá, ta muốn thử. À, hôm nay ta đưa nàng về đây cũng là muốn dò hỏi ý nàng, xem nàng có yêu cây trồng, yêu cỏ cây hay không. Nếu như nàng thích, chẳng hay nàng có vui lòng vì làm vợ gã nông dân quê mùa này chăng? Cái đó thì ta biết nàng là thị nữ nơi cung cấm, nhưng mà chẳng hay nàng có thể nói khó với công chúa
cho ta chuộc thân cho nàng. Công chúa thì ưng rồi đó, nhưng mà... Công chúa ưng rồi, nàng xin rồi hả? Ý ta nói là nếu mà xin công chúa thì chắc chắn là công chúa sẽ đồng ý rồi. Chỉ sợ là phụ hoàng... Ý thiếp là hoàng thượng sẽ không cho. Sao kỳ vậy? Hôn nhân của một thị nữ cũng phải do hoàng thượng quyết hay sao? Ý ta là... Thôi, chuyện đó nói sau đi. Chàng dẫn thiếp đi qua bên kia hái trái đi. Được rồi, nàng theo ta. Trời ơi, công chúa đi đâu không biết nữa. Nói giờ mão về mà giờ quá ngọ rồi, cô không thấy đâu hết. Hoàng hậu hay hoàng thượng thình lình triệu kiến thì ta biết nói sao đây. Nhìn từ xa nha. Dạ. Mà dù không có thấy mặt nha, những cái dáng cà nhoi là biết con ta rồi đó. Dạ. Công chúa ơi. Ủa dạ. Sao kỳ cục vậy? Sao hôm nay con gái ta để tóc kỳ cục vậy ta? Dạ khởi bấm hoàng thượng, thật ra là công chúa tí ta tí tưởng nhí nha nhí nhảnh vậy á. Cái kiểu tóc này á hợp với tính cách của tụi con nít. Phải bấm hoàng thượng để cho hạ thần. À, gì vậy? Nhìn cái dáng dốc này là biết con gái của ta rồi. Cái vụ mắc cỡ mà che mặt á bữa nay mới có à? Bữa nay có vụ kỳ cục vậy? E thẹn nè. Công chúa bỏ tay xuống cho phụ vương coi mặt coi. Công chúa, người bỏ tay xuống cho hoàng thượng xem mặt. Công chúa, bỏ tay xuống đi. Bỏ tay xuống. Hả? Người dám? Ngươi. Trời. Ngươi to gan. Ngươi quá to gan. Ngươi dám lấy đồ của công chúa mặc vô rồi đi tới đi lui. Ngươi có biết là ngươi làm như vậy là phạm thượng, ngươi sẽ bị chém đầu hay không hả? Dạ con lại hoàng thượng, con lại thị quan, tha cho con. Con có ăn á 10 cái mật gấu con cũng không có dám làm cái tội tài đình này. Số là công chúa biểu con đổi đồ với công chúa. Công chúa kêu nhà ngươi đổi đồ? Dạ. Rồi công chúa đâu? Dạ dạ con không có biết. Con cũng đang chờ công chúa về. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, nếu như mà công chúa chỉ đi dạo trong ngự hoa viên này thì thần nghĩ không nhất thiết phải cải trang như vậy. Có khi nào... Sao? Hoàng thượng, công chúa trốn đi chơi. Cái gì? Nhà ngươi nói cái gì? Con gái ta dại dạng tỳ nữ ra ngoài thành chơi à? Nó không có biết bao nhiêu sự nguy hiểm đang bủa vây nó không? Nhà ngươi á, con ta đi mà không thông báo con ta biết, con ta mà có chuyện gì á, chặt đầu nhà ngươi nè, chu di cụ tập nè. Dạ, con lại hoàng thượng. Con lại hoàng thượng. Trời ơi. Con lại hoàng thượng tha cho con. Nàng cẩn thận nhé, sắp hạ xuống mặt đất rồi đó. Thôi ta về. Nàng bảo trọng nha. Chàng cũng vậy. Chàng đi bảo trọng nha. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng thượng, công chúa cởi gậy đi chơi với trai. Công chúa cởi gậy đi chơi với trai à? Nè, chuyện đó là như thế nào? Cha mẹ nó quan lớn cỡ nào? Hào hú hay đại gia? Gia sản như thế nào? Kể. Dạ, chàng mồ côi, không cha không mẹ, không gia thế, không học hành, không bằng cấp, không tài sản gì hết. Tụi nó có cái gì? Không có cái gì hết trơn đợi. Thì làm sao vô đây? Bây giờ hiện tại nè, thằng đó có cái gì? Dạ, có nhiều lắm cha. Chàng có một trái tim nhân hậu, có một tâm hồn thuần phát, có đôi tay mạnh mẽ, biến sỏi đá hoang du thành cây trái xanh tươi. Và trên hết là chàng có trái tim của con, thì con muốn lấy chàng. Trời ơi, trời ơi. Con có lấy cái thằng nông dân đó để con trở thành cái mụ nông dân hả? Dạ, con muốn làm mụ nông dân. Trời ơi, chết rồi. Công chúa ơi, con tưởng con ra khỏi cung cấm là con sung sướng sao? Con tưởng là người nông dân chân lắm tay bùn sung sướng lắm sao? Vui lắm cha, con thử rồi, con muốn sống như vậy suốt đời luôn. Trời ơi, công chúa ơi, con điên mất rồi. Một công chúa đương triều như vậy mà chịu đi lấy một người nghèo kiết xác như vậy. Trời ơi, một đồng bạc cũng không có trong mình, rồi sau này cuộc sống con sao?
Lúc đó thì con thế nào? Con có thấy trước hậu quả không? Nó bỏ bùa mà xuống lú con hay không? Trời ơi, cha mà gặp nó ở đâu cho chết nó bay đầu luôn á. Lăn trị nó, cho ngựa tứ mã banh tay luôn. Cha, cha làm như vậy á, con chết theo chàng luôn. Con thề đó. Chết. Dạ bẩm quan thượng, xin ngài dừng cơn thịnh nộ, kẻo nó ảnh hưởng tới long thể của ngài. Con đã nói là không có bùa mê thuốc lú gì hết á. Trời Phật thấy chàng hiền lương nên cho chàng một cây thần và con giao thần đó. Cái gì? Nói chung á là trời cho chứ không có khuất tất gì hết. Công chúa, hồi nãy công chúa mới nói cái gì, cái con giao thần á, sao công chúa không nói rõ ra đi, rồi để cho thấy được chàng trai đó minh bạch vô tội vậy đó. Sao? Để kể cho nghe. Rồi sao? Cây thần đó hay lắm. Vậy đó hả? Muốn đi đâu á thì tùy ý. Còn cây giao thần đó hay lắm. Chặt đúng đúng cái cổ thụ như cắt cỏ vậy đó. Tôi thử rồi nè. Ghê vậy. Ta cắt ta cắt ta. Còn bén mạng ra đây nữa nha. Gặp đâu chém đó, gặp đâu chém đó đó. Cha. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, theo thần thiết nghĩ, công chúa chưa từng rung động trước một chàng trai nào khác, kể cả các hoàng tử láng giềng tới Dương Tôn công tử trong triều. Vậy mà một hai muốn lấy chàng trai dân giả đó, thần trộm nghĩ chắc chắn rằng phải có một lý do gì đó. Hoàng thượng, sao hoàng thượng không tới gặp một lần cho biết, để xem coi biết đâu có điều gì thú vị thì sao. Từ thời khai thiên lập địa tới giờ tôi mới thấy ông nói một câu nghe được á. Công chúa, thần thì lúc nào cũng muốn giúp cho công chúa. Thôi. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ là thôi được, ta nể lời của thị quan, ta cho phép con mời chàng trai nó vô triều đình một lần cho ta biết. Công chúa, tiện thể công chúa nói chàng trai đó nhớ đem hai cái vật phẩm đó vô đây, biết đâu á khi mà trời cho hai cái vật phẩm đó thì chàng trai á là người có phúc đức thì sẽ là điềm phúc điềm tốt, lúc đó hoàng thượng thấy người sẽ hồi tâm đổi ý thì sao, đúng không công chúa? Dạ, để con nhắn chàng rồi con báo lại phụ hoàng nha. Ừ. Con chào phụ hoàng. Đi đi con gái, đi đi. Dạ. Ý của người sao? Bây giờ muốn giết nó luôn hay là đưa nó vô cái cung này rồi mình lấy luôn hai cái món đồ của nó? Dạ khởi bẩm hoàng thượng, không có chuyện gì mà mình không đổ tội cho chàng trai đó được. Hoàng thượng không nghe nói sao? Công chúa nói là nó có hai cái báo vật mà trần gian này có tiền á cũng không có mua được. Bây giờ mình phải nắm lấy hai cái báo vật đó, rồi sau đó cho nó về trời cũng được. Trời ơi, kế bên ta có một người thâm hiểm như ngươi. Ta cũng sợ lắm. Thị nữ, thị nữ ơi, thị nữ ơi, ta tóm được ngươi rồi. Ủa, ngươi là ai mà dám đột nhập vào giường thượng quyển? Ngươi muốn chết hả? Ta, nàng hiểu lầm rồi. Ta tìm một nàng thị nữ giống nàng. Mà không, cô ta là người rất đẹp. Nàng tên gì mà ta cũng quên hỏi mất tiêu rồi. Ta chỉ biết nàng là thị nữ thân cận của công chúa đó. À, ta hiểu rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp công chúa để ngươi hỏi nhiều hơn ha. Không được đâu, nếu gặp công chúa thì nàng ấy sẽ nguy mất. Không được đâu. Phải nguy thôi. Tỳ nữ trong cung cả gan lén lút hẹn hò trai lạ. Kỳ này ý trung nhân của ngươi tiêu rồi. Nàng, xin nàng tha cho ta. Ta phải làm sao đây? Đi, hay là đợi ta la lên cho lính vô. Nàng tha cho ta đi, nếu không nàng ta sẽ nguy mất. Đi theo ta. Nàng tha cho ta đi mà. Nhanh lên. Ta xin nàng. Dạ. Chuyện gì mà kinh động đến ta vậy? Giờ bẩm công chúa. Giờ bẩm công chúa, tôi là Nhị, là một người nông dân, đã trót thương thầm một thị nữ trong cung. Nếu không phải tội chém thì xin công chúa hãy chém thần
mà tha cho nàng. Công chúa hỏi ngươi có thật là dám chết vì tỳ nữ mà ngươi quen hay không? Dạ bẩm thật. Thưa công chúa, tôi còn yêu nàng hơn chính bản thân của mình. Đủ rồi, chàng đứng lên đi. Thì ra là nàng hả? Vậy mà nãy giờ nàng đùa giỡn, làm ta sợ muốn chết. Nàng, nàng mặc bộ đồ này đẹp quá, chắc chắn là không ai đẹp bằng nàng. Kể cả công chúa. Thề với thần tiên ở trên trời luôn đó. Bẩm công chúa, sến quá, mà đúng là chàng yêu thật rồi. Công chúa, thử lỗ cho ta vì đã che giấu thân phận với chàng. Nhưng nếu không làm như vậy thì chưa chắc chàng sẽ dắt ta đi ngao du sơn thủy. Cảm ơn chàng đã luôn đối với ta như một cô gái chứ không phải là một công nương. Vậy ra nàng, nàng thật sự là đương kim công chúa. Ta phải nói thật với chàng vì chàng cũng phải ra mắt phụ hoàng mà thôi. Ra mắt phụ hoàng? Ra mắt hoàng thượng? Ừ. Ta... Chẳng phải muốn lấy nhau là phải ra mắt cha mẹ sao? Có một cái chuyện con thôi. Cho dẫn chàng ra đi với dây triều. Vậy mà cũng lâu lắc nè. Hôm qua cái giờ cũng chưa nhắc cho ta thấy mặt. Hoàng thượng, công chúa về. Phụ hoàng, chàng tới rồi nè phụ hoàng. Dạ, muôn tâu thánh thượng. Thần là nhị, kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương. Phụ hoàng, chàng nhát lắm, phụ hoàng đừng có làm cho chàng sợ nha. Khởi bẩm hoàng thượng, cái chàng trai đó đó, nhìn coi bộ cũng khôi ngô tuấn tú dữ lắm. Nghe nói ngoài cái dây thần nhà ngươi chở công chúa con gái ta đi chơi, còn có một cái dao thần nữa. Cái kia có phải là cái dao thần không? Dạ. Phụ hoàng kêu chàng tới chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Công chúa, từ từ. Thần thiết nghĩ hoàng thượng thấy những vật dụng đó đó thấy giống y chang bề ngoài của chàng trai kia. À không phải, tại vì nó sần sùi xấu như vậy nhưng lại cực kỳ hữu dụng, cho nên á hoàng thượng tò mò muốn tìm hiểu vậy đó mà. Dạ không hề gì, đây chính là con dao bệ hạ vừa nói tới. Nó giúp thần chặt cây phá rẫy dễ như chơi, nhờ vậy mà ruộng vườn của thần ngày càng mở rộng. Những thứ đó chỉ có tác dụng khi có bàn tay của chàng. Chính chàng đã tạo ra những báu vật đó. Thì ra là vậy à. Ta có thể xem qua hai cái báu vật đó được không? Dạ. Nó không trả lời là đồng ý rồi đó. À lấy đi. Chả hoàng thượng. Trời ơi, ta nhớ cây gậy này, con gái ta bay trên mây đẹp lắm à. Ta là vua một nước mà chưa bao giờ được bay trên cung đình này. Còn con dao này, thế nó có công dụng gì thần kỳ lắm hay không? Dạ. Cha, cửa cái cây gậy này nè, bay lên trời á, thích lắm luôn á cha. Đã sao đã? Mình sẽ thấy hết tất cả những gì trên mặt đất luôn. Đã lắm. Ta thấy còn đã mà, đừng có nói. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, phúc lớn cho thần. Trong lúc dạo chơi lạc dương thượng quyển, vô tình gặp được công chúa và đã trao lời hẹn ước cùng nàng. Hôm nay thần xin bệ hạ cho thần rước công chúa về làm vợ, yêu thương và tôn trọng đến trọn đời. Dạ. Hoàng Quang nghe nói gì chưa? Dạ không. Rồi cưới gái ta. Đúng rồi. Mắc cười quá. Ủa, hoàng thượng, đừng làm thật lo hoàng thượng. Chẳng sao không cha? Họ bớt đi được cười nữa. Những người điên hả? Những người nhìn những người đi. Đồ khốn rách đau không? Dám lấy công chúa đương triều làm vợ. Cha, sao cha lại nói như vậy? Lên đâu? Dám nó vào trong không? Ngày mai chém đồng những cái tội phạm thượng khí quân. Hoàng thượng, xin hoàng thượng suy xét lại. Dạ. Dạ. Hoàng thượng, thần không có tội. Hoàng thượng, xin còn hoàng thượng suy xét lại. Đây, ta sẽ súng dạ. vào công hoàng thượng. Dạ. Hoàng thượng, thần vô tội. Dạ.
lừa con. Con chữa cho cha coi. Trên cái gì? Quân sĩ đâu? Giam công chúa lại. Cha! Sao lâu quá mà không thấy thằng dì nó về? Đã nói rồi vậy mà không nghe. Chắc làm ăn thất bát lắm, mắc cỡ không dám về đây. Nói rồi mà, tranh thủ hưởng thụ đi. Cái thằng khờ quá, đúng là điên mà. Ủa, bà đã cho người giam con lại, tại sao con ra đây được hả? Phụ hoàng, phụ hoàng thả chàng ra đi phụ hoàng. Phụ hoàng, con mà nói một lời nào nữa, ta sẽ lôi đầu nó ra, ta chém ngay tức khắc. Đừng, 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 đừng phụ hoàng ơi, phụ hoàng. Phụ hoàng muốn sao con cũng nghe hết. Lấy ai cũng được, miễn là chàng được sống thôi. Con đồng ý lấy bất cứ một người nào mà ta chọn phải không? Với điều kiện con thể chàng còn sống bước ra khỏi cung. Chỉ cần nghe chàng bị sát hại thì con lập tức cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Thôi được rồi, ta đồng ý. Đội ơn phụ hoàng, đội ơn phụ hoàng. Hoàng thượng có lệnh, ngươi mà lén phán tới đây giết không tha. Công chúa, công chúa có sao không? Ta muốn gặp công chúa. Giờ này mà ngươi còn muốn gặp công chúa nữa hả? Dừng lại. Dạ, công chúa. Công chúa, nàng có sao không? Nàng có bị gì không? Chàng đi đi, đừng lo cho thiếp. Đi đi, chàng hãy trốn đi thật xa. Thiếp chỉ lo cho chàng được tới đây thôi. Nàng... chàng đi đi. Nàng nói vậy lần sao? Đi đi. Công chúa đi. Nàng nói vậy nghĩa là chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau nữa sao? Chàng đi đi, ráng giữ gìn sức khỏe. Ta hiểu rồi. Nàng cũng vậy. Bái biệt. Gãy thần, ta phải đi cả tháng mới về tới nhà. Hoa màu chết hết, phải chỉ có giao thần thì dễ đi hơn. Ta sắp lạc nữa rồi. Không ngờ người cao sang tột bậc mà lại xấu xa dường đó. Ta với nàng yêu nhau đâu có tổn hại tới ai đâu. Đói quá, không thoát khỏi khu rừng đêm nay. Không bị thú dữ ăn thịt thì cũng chết vì đói.
sống rồi. Đúng là ông trời thương ta, cho ta cây chuối này. Con xin cảm tạ trời đất. Mà sao cây chuối này có màu kỳ lạ quá, không biết ăn vô có sao không. Thôi kệ, nếu không ăn thì chết đói. Trời Phật ơi, con có nghĩ cuộc đời con may mắn, không ngờ là con đã phạm thượng nên mới ra nông nỗi này sao. Đúng là tại ta đổ bốc mà đòi trời mắm xót, dân đen mà đòi cưới công chúa. Ta bị trừng phạt như vậy là đúng rồi. Bây giờ mà về làng thế nào cũng bị thiên hạ chế cười. Nhưng không lẽ bỏ mạng ở đây, ta phải về thôi. Sao ra khỏi khu rừng này đây? Trái gì lạ quá. Ăn vô lỡ trúng độc hay là mọc thêm cái bướu nữa thì sao? Còn thứ gì ghê gớm hơn cái sừng này nữa chứ. Thôi kệ, cứ ăn thôi, thì mấy cái búa nó cũng chẳng sao, chết là càng tốt. Wow, thoải mái làm sao. Chỉ cần no bụng là được. Tính ra ta cũng có lắm gặp mai đó chứ. May quá, không mọc thêm cái bú nào hết. Không biết có mọc thêm cái sừng nào nữa không. Hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Cô xin cảm tạ trời đất. Hết rồi, hết rồi. Đúng là trái thần kỳ. Ăn trái kia vô thì mọc ra một cái sừng, còn ăn trái này vào thì cái sừng biến mất.
Không phải ta có cách lấy lại bảo bối và đòi lại công chúa rồi sao? Công chúa ơi, có chuyện lớn rồi công chúa ơi. Chuyện lớn lắm. Tới rồi công chúa. À không phải, quay lại rồi. Cái anh chàng mà cởi gậy đó công chúa, quay lại rồi. Ngừng được cái gì? Cái anh chàng mà cởi gậy á, quay lại rồi. Công chúa, ngươi đúng là một tên to gan cứng đầu lì lợm. Ngươi còn dám quay lại đây hả? Muốn đâu chém? Dừng lại. Chà bẩm hoàng thượng, sở dĩ thần nói dừng lại là bởi vì nó có một trái thần muốn dâng lên hoàng thượng. Trái thần? Công chúa, mình nán ở lại đây chút xíu đi. Dạ thưa bệ hạ, đúng là hạ thần còn một thứ bảo bối nữa. Hạ thần nghĩ hoàng thượng thích giao thần gậy thần thì chắc chắn sẽ thích bảo bối này, nên mới mạo muội đến đây để xin được đổi bảo bối lấy công chúa, dù cô chết cũng cam lòng. Anh chàng này suy tình làm sao á? Phải chi em cũng gặp được một người gần gần giống vậy ha. Nhà ngươi đâu bảo bối đâu, đưa ta coi. Dạ, cái món này quý hơn hai cái món trước nữa. Lỡ thần đưa ra mà hoàng thượng không giữ lời hứa thì sao? Ở đây trước mặt mọi người, thần mong là hoàng thượng cho thần một lời hứa. Hoàng thượng, hứa đi. Hứa đi hoàng thượng. Người muốn gì? Tao hứa đồ đó. Lẹ lên, đưa cho ta coi, lẹ lên. Dạ. Đưa đây. Đưa đây, nhanh lên. Đừng có lấy bảo bối của tôi. Trả lại cho tôi đi. Trả lại cho tôi. Trái này nó giống trái chuối ghê hoàng thượng. Trái chuối chứ còn gì nữa. Trái này trái chuối chứ có gì đâu. Chuối ngon quá trời. Trái chuối. Kính chân hoàng thượng một trái. Hoàng thượng cho hạ thần một trái. Khoan. Dạ. Khoan ăn. Cái thằng này nó chưa nói trái này là nó có công dụng gì. Lỡ ăn vô chết sao? Dạ. Trái chuối này có tác dụng là trường sinh bất lão, càng ăn càng trẻ. Ăn hoài trẻ mãi. Hoàng thượng nghe gì chưa? Trường sinh bất lão. Ăn càng nhiều càng trẻ. Dạ. Hợp những cái dạng như hoàng thượng á. Tại sao không ăn? Ăn liền chứ. Ăn cho trẻ lại. Không có nổi, từ từ. Ngon. Sao mà nó có loại chuối hay quá. Đau bụng quá. Đau nữa. Đau quá. Đau nặng quá. Đau quá. Cái đau. Quang thượng. Cái đau cái chân. Cái đau. Cái gì? Cái đau hoàng thượng. Có cái gì đó lú lên kìa. Cái đầu ta mà lú gì, cái đầu người mới lú á. Có mà. Cái đầu ta mà lú cái gì? Đó, y chang của thần luôn. Công chúa, người coi kìa. Ngươi thật là to gan, dám làm cho vua một nước bị mọc sừng. Lần này ta phải giết nhà ngươi. Dạ thưa bệ hạ, lúc thần ăn chỉ có nửa trái chuối, mà cái sừng của thần mọc cỡ này. Hai người ăn liền hai trái, chắc cái sừng lát nữa sẽ mọc dài hơn nữa đó. Nè, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ăn nửa trái chuối mọc sừng, mà bây giờ cái đầu ngươi không có cái sừng hết. Vậy là ngươi có thuốc giải đúng không? Dạ đúng. Đúng là hạ thần của thuốc giải. Thị quan đúng là người lúc nào cũng nhanh trí hơn người. Giết nó. Quan thuốc giải. Quên. Dạ thưa bệ hạ, bây giờ bệ hạ có giết hạ thần, thần cũng cam lòng. Nhưng thần chỉ sợ lúc mà hạ thần chết rồi thì sẽ không ai đưa thuốc giải cho hai người. Thuốc giải đâu? Nhà ngươi mau đưa cho ta. Dạ, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng hạ thần có điều kiện. Được.
điều kiện gì? Nói đi. Trời, nhanh lên. Dễ thôi. Thứ nhất là xin hoàng thượng cho thần được lấy công chúa. Thứ hai là xin hoàng thượng hãy trả lại hai bà bố cho thần. Ta giết cái người. Giết. Khoan. Giết gì? Phụ hoàng, phụ hoàng mau thả chàng ra đi. Trả lại cho chàng hai báu vật đó, đâu phải là của phụ hoàng đâu. Công chúa ơi, bỉ mới đưa thuốc giải cho ta. Con muốn cưới chàng, phụ hoàng tha cho chàng đi, con sẽ nói chàng đưa. Trời ơi, nó làm cho ta mọc cái sừng, mà con còn muốn lấy nó làm chồng sao công chúa? Nếu như phụ hoàng không ép chàng thì đâu có ra nông nổi này đâu. Thôi được, thôi được. Đưa thuốc giải quỷ quái của nhà người đây. Ta trả lại, dao nè, gãy nè, để đổi lấy cái cặp sừng khủng khiếp này. Đưa thuốc giải đây. Dạ, thưa hoàng thượng, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng lấy gì đảm bảo hoàng thượng sẽ giữ lời hứa? Ta mà nuốt lời cho ta bằng thêm một cái sừng nữa đi. Dạ, hạ thần sẽ đi lấy thuốc giải. Hạ thần không dám mang theo, tại vì sợ sẽ bị cướp như lần trước. Xin bệ hạ cảm phiền đợi hạ thần mấy ngày, hạ thần sẽ mang về. Trời ơi, mấy ngày lận hả? Mấy ngày lận hả? Thôi đi lẹ, lẹ giùm. Công chúa, nàng sẽ chờ ta chứ? Ta sẽ đợi chàng cho đến khi đầu bạc răng long. Thôi đi lẹ, lẹ đi. Đừng đâm mà nắm ta cái chi nữa. Nàng đợi ta nha. Anh hai ơi, anh hai, em dẫn em dâu về ra mắt anh hai nè. Anh hai ơi, anh hai, anh hai. Vậy anh hai, anh hai. Vậy ơi, em về rồi anh hai, mừng quá vậy ơi. Anh hai, sao anh hai ra nông nỗi này vậy? Anh hai sắp chết rồi vậy ơi. Do anh hai ăn chay thất tháng nên bị trời phạt, cái đồ giờ không còn tác dụng nữa rồi. Cái nhà này lát nữa người ta cũng tới xiết luôn rồi vậy ơi. Anh hai chết rồi vậy ơi. Ngày nào anh hai cũng trông gì về hết vậy ơi. Phải chi hồi đó anh nghe lời em, đừng có ý vô cái nồi mà ăn chơi trác táng, thì giờ đâu đến nổi. Nhưng không sao đâu anh, anh cứ về với em. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm, huống gì mình có dao thần, có gậy thần, ngao du đây đó nữa. Đời còn gì vui hơn nữa anh, đúng không nè? Dạ phải đâu đó anh hai. Bây giờ anh hai biết anh hai sai rồi. Dạ. Phải bước chân trái xuống mới hơn. Không biết là ngày hôm nay mình sẽ có điều gì hơn đây.
Nương ơi, nương ơi, nương ơi, xong mẻ nào chưa? Dạ. Cô hết kẹo bán rồi. Dạ xong rồi, con để trên bàn á. Cô lấy đi. Ờ. Sao vậy cô? Mà con có lò nghẹ hả? Không phải. Nương, sao dạo này con đẹp quá vậy? Thiệt hả cô? Thiệt. Không phải mình cô nói đâu nha. Ai cũng nói hết á. Hồi hôm qua mấy người ở trong quán nước á, họ nói con Nương, con ông Nhạn dạo này sao mà đổ mã đẹp gái ghê vậy đó. Vậy hả cô? Thiệt. Nương. Dạ. Cái kẹo đó từ từ trả. Cô về, quán không có ai coi hết. Cô về nghe. Cảm ơn nha. Nương. Dạ. Cái bà hàng nước lại tới lấy kẹo thiếu nữa phải không? Dạ. Cô nói từ từ. Không có từ từ gì hết. Lần nào cũng vậy, đụng tới tiền bạc là lèn èn à. Ra lấy liền cho cha. Dạ. Nè. Dạ. Đi rồi về liền đó. Không được nấn ná lần la, cha đập chết á. Dạ thưa cha, con đi. Một khai đi, một thơm đi. Con này là nhà trong thiến. Con cực kỳ luôn. Bán cho tôi miếng thịt heo đi chú. Lấy miếng nào chị? Rồi, lấy miếng này phải không? Có liền. Rồi, lấy cho tôi nói đi. Gì vậy con? Dạ, cha con kêu con qua lấy tiền kẹo. Cha con thiệt là có mấy miếng kẹo à? Ai thèm giật? Thầy ghét. Dạ, cô, tánh cha con như vậy chứ không có gì đâu cô. Ê bà, con ai mà đẹp dữ vậy? Nó là con của ông làm kẹo xóm trên chứ ai. Ờ, dáng này á, lụa là vô á, mấy bà hoàng còn thua đó nghe. Thấy chưa, cô á là cô thương con, xinh đẹp ngời ngời, mà tối ngày cứ bị nhốt ở trong nhà không à, không lo lấy chồng á, là ế đó con. Mà công nhận á, nó đẹp thiệt luôn đó nghe. Đẹp cỡ nó, lụa là vô á, hoàng tử thấy là đưa kiệu đến đón liền. Hoàng tử hả? Ờ. Hoàng tử á, thì cô không dám hứa, nhưng mà cũng phải lựa cho đáng để làm chồng chứ. Thôi được rồi, cô tính cho nghe. Ờ, dạ, thưa cô, xin phép cô con về. Hờ. Công nhận á, là đẹp quá trời luôn hả? Tôi thấy mà tôi còn mê đó. Không lẽ mình đẹp thiệt như vậy sao ta? Mà hoàng tử chắc là đẹp trai, phong độ lắm. Mà không biết hoàng tử ra làm sao ha. Khôi ngô, tuấn tú. Chàng sẽ cưỡi một con tuấn mã oai phong rạng ngời. Mình muốn nhìn thấy chàng một lần quá. Nương. Ủa, Liễu, sao nay được về vậy? Thượng thọ của Hoàng Thái Hậu vừa xong, nhóm cung nữ của tụi mình á, được nghỉ vài hôm. Ủa mà, Nương còn làm kẹo không? Ừ, con, Liễu sướng thiệt á. Được gặp hết từ Hoàng Hậu, công chúa, rồi các mệnh phụ phu nhân. Chắc là mấy người đó đẹp lắm ha. Thì họ cũng như mình thôi. Con cái là họ ăn sung mặc sướng, nhìn họ sang cả. Nói thiệt nha, so với mình á, có người còn xấu hơn mình nữa đó. Còn cỡ như Nương á, vô cung đảm bảo ăn đứt hết mấy cô công chúa. Liễu này, cứ ghẹo Nương hoài à. Tôi nói thiệt đó. Ờ, mà Liễu nè, ở trong đó Liễu có gặp hoàng tử không? Sao không? Mình thuộc nhóm á, là lo trang phục cho hoàng hậu và hoàng tử mà. Hoàng tử là người đẹp nhất cung luôn á. Không những đẹp á, mà còn có tài nữa đó. Ai mà may mắn được người để ý tới á, là sung sướng chết luôn á. Ủa, mà sao tự nhiên hỏi hoàng tử vậy? Không có gì. Tại Nương hỏi vậy thôi à. Rảnh ghé nhà Nương chơi nha.
thôi, mình đi nha. Bữa nay xui xẻo nặng bún dí gì đâu á, có bà đó bà lợm mở hàng mà nhen á, người ta mua một bó một tép, bà mua có ba cây vậy à, sao bác đốt một lòng chết bà luôn. Ông làm hơi quá à, bữa nay đâu phải ngày rằm mùng một gì đâu mà có ma nào. Ui ui nè nè nè. Linh thiệt, có rồi kìa, không phải là ma mà là tiên. Nàng Ngọc mua bông nè em ơi, bông nhang nàng Ngọc mới nè, lấy cho tôi một bó nhang. Có liền, có liền, có liền. Bữa nay em khỏi cần mua, tôi cho em luôn á. Ý lộn, anh tặng cho nàng Ngọc á. Nhang này tôi mua chứ không phải đi xin. Nếu mà đi xin thì làm sao mà linh nữa. Trời ơi, cái này nàng đâu phải xin đâu, tôi tự nguyện, tôi tặng cho nàng mà. Trời ở trên cao á, không biết hết á. Nếu mà anh cứ nói như vậy, tôi không dám mua nữa đâu. Thôi thôi thôi, thôi. Bây giờ nàng không nhận thì bây giờ tôi bán. Nghe, công nhận nàng có lòng thành thiệt á. Ủa, mà nàng thường xuyên lên chuồng vậy á, nàng cầu gì á? Tôi cầu gì là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì? Nếu mà em cầu duyên á, khỏi cần cầu, anh chỉ cho em một mối. Cái mối này mà em nhìn một cái á, là em hết hồn liền á. Em biết là ai không? Thưa không, anh làm ơn đưa tôi bó nhang để tôi lên chùa kẻo trễ. Nàng không muốn biết, mà anh vẫn muốn cho nàng biết. Người đó không ai khác, chính là anh nè. Tiền nè, lần sau xin đừng đùa cợt như vậy, tôi về trễ sẽ bị cho la. Nhìn mặt hiền mà sao khó quá, anh vẫn thích. Còn lại Phật tổ linh thiêng, người phù hộ cho con sớm gặp được chàng. Từ ngày con gặp Liễu tới nay, con chỉ một lòng tơ tưởng đến chàng, như thể đã thân thuộc lắm. Tới bây giờ con không thể nào tưởng tượng được là con lấy ai khác. Thì ra đúng là nàng cầu duyên, nhưng kẻ nàng tơ tưởng là ai chứ? Con biết con chỉ là phận dân đen, nhưng nếu trời Phật đã cho con nhan sắc này thì chắc là phải có ý gì đó. Xin Phật hãy cho con gặp chàng một lần thôi, biết đâu số trời dung rủi. Nếu không suốt đời con khó lòng mà xe tơ kết tóc với ai. Chỉ là phận dân đen, không lẽ nàng phải lòng công tử nhà ai? Vậy là mình khó có cửa rồi. Con xin Phật hãy phù hộ và chỉ cho con cách nào để gặp được chàng. Hoàng tử, không biết khi gặp mình chàng sẽ nghĩ gì? Hoàng tử, nàng mê hoàng tử. Nàng là con gái thường dân, sao lại mơ lấy chồng hoàng tử ta? Cái này chắc là tại miệng tiếng thiên hạ khen nàng đẹp nè. Mà phải công nhận là nàng đẹp thiệt, đẹp muốn chết luôn. Đời này kiếp này mà ta không lấy được nàng làm vợ là ta chết không nhắm mắt. Mà bây giờ phải làm sao đây? Cái chuyện mà nàng lấy được hoàng tử là quan đường rồi, còn cái chuyện của mình mà giới tới được nàng á còn quan đường hơn. Mình phải bình tĩnh mình mới nghĩ ra được, mà nhất định mình phải suy nghĩ ra chuyện gì đó. Tại vì mình thủ đoạn có thừa mà. Để coi tán tỉnh nàng á thì không được rồi, quà cáp mà tặng cho nàng á thì không thấm tháp vào đâu so với giấc mộng lầu son của nàng. Thank you.
chỉ có một cách thôi. Phải làm cho nàng sợ. Đúng rồi. Nàng xiên đi chùa như vậy, nhất định nàng tin trời Phật. Kìa kìa, nàng Ngọc tới rồi kìa. Bà Tám, bà coi hàng giùm tôi nha, tôi đi công chuyện chút nha. Đi đâu? Đi đâu bà hỏi làm chi? Đúng là bà Tám. Nè, bà nhớ á, đừng có nói với đàn Ngọc á là nãy giờ tôi đứng đây nha, nghe. Cái thằng này bữa nay làm gì không biết. Mua bông đi cô. Chú chị ơi, lại mua bông đi cũng phật cho chị. Chú ơi, mua bông đây nè chú. Mua bông đi cậu. Bơi tinh nữ. Dạ con lại Phật tổ. Ta đã nghe hết tâm tư nguyện vọng của con. Con mơ tưởng diễn vong. Dạ. Con mơ tưởng diễn vong gì ạ? Chứ còn gì nữa. Người của con tuy là xinh đẹp, nhưng chỉ là thường dân. Tại sao con đòi lấy hoàng tử làm chồng? Dạ con. Nhưng con đừng buồn, ta sẽ sắp đặt cho con một nhân duyên tốt đẹp. Nhân duyên tốt đẹp? Đúng. Con sẽ lấy được một tấm chồng, tuy nhìn bề ngoài nó không được bắt mắt cho lắm, nhưng nó đã yêu thương con hết mực. Vậy Phật cho con biết là người đó là ai được không Phật? Chính là tên bán nhang ở ngoài cổng chùa. Trời, người bán nhang sao? Nó đã thầm thương trộm nhớ con rất lâu rồi. Dạ bẩm, nếu đó là số phận trời Phật sắp đặt cho con thì con... Nếu con muốn hạnh phúc thì nên lấy tên bán nhang nghe chưa? Nếu con muốn hạnh phúc thì nên lấy tên bán nhang nghe chưa? Bộ có chuyện gì hả con? Dạ, con không có gì đâu cha. Không có gì thì được rồi. À, bà mối mới qua, nó ở làng bên, có con nhà nào đó cũng tử tế. Dạ, không được đâu cha, số của con không phải ở đó. Nương, tôi gửi tiền nha. Dạ, cảm ơn. Buôn nhang là chị gái. Kìa, vợ tương lai tới rồi kìa, ra đón đi. Bữa nay á mà nàng Ngọc nói chuyện với tôi đàng hoàng á thì bà thua tôi cái gì? Thì tôi đi bằng đầu. Thôi bà cá cái khác đi, chứ bà đi bằng đầu á là bà gãy cổ á. Nói quá à, tao nói chuyện đàng hoàng với mày. Tao giao hết cái thằng bông này cho mày. Bà nói là bà nhớ nghe. Nếu mà không phải vậy á là mày giao hết cái thằng nhang qua cho tao, thề đi. Được thôi, bà chờ nè. Tao chóng mắt rồi tao coi nè. Nàng Ngọc đi lễ chùa đó hả? Anh đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi nè. Không, bó này nhỏ quá, bó này bự hơn. Cảm ơn chàng. Nghe chưa? Có một bó nhang có đáng là bao. Lần này á là anh tặng cho nàng Ngọc để nàng Ngọc đi lễ chùa. Em xin nhận, em cảm ơn chàng. Nàng Ngọc nè, nàng thắp nhang xong á, cái ra đây, cái anh mời nàng Ngọc
đi uống nước. Đồ ta quen biết đã lâu rồi mà chưa có lần nào ngồi cạnh bên nhau để mà dùng nước, được không nàng Ngọc nhỉ? Dạ, có lẽ để lần sau nha. Nàng hứa rồi đó, lần sau đó nha. Bà ta, sao mặt bà xanh quá vậy? Con nhỏ này á, bữa nay nó ăn trúng cái gì á? Khi không, tôi nói rồi, một thời gian ngắn nữa thôi là cá cắn câu. Mày bỏ bùa nó hay sao vậy? Thôi, khỏi nói nhiều, gom hết cái hàng bông đem qua đây cho tôi. Thôi mà, tao giỡn mà, tao nói mày nghe, tao nói giỡn thôi, đừng có mơ nghe. Cha nó dữ như cọp vậy đó, xứ này ai không biết. Trời ơi, còn bà con họ hàng nhà ổng nữa, ai cũng giữ hết trơn. Mày mà rớ vô á, mày coi chừng ăn đòn đó. Vậy hả? Phật ơi, con đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà sao nhìn mặt ổng vừa già vừa xấu. Không lẽ số phận của con phải lấy người đó làm chồng sao Phật? Nàng Ngọc, tôi thấy nàng về giờ này mà trời nắng quá. Nàng không mang theo nón, mà da của nàng á trắng như là hột cà luộc mới vừa bóc vỏ. Rồi lỡ bị nắng ăn á, tôi xót lắm. Nè, nón nè, nàng đội đi. Tôi nói thiệt luôn á, ngày nào mà tôi không gặp nàng á, tôi khó chịu lắm kìa. Nàng nay mai gì á, nhớ lên chùa nghe. Dạ, em xin phép. Sao ta? Anh hẹn nàng ra đây á là để gửi cho nàng mấy món quà. Nè, hộp phấn này là để nàng thoa lên mặt, đẹp lắm. Còn cái này là mấy sắp giải để nàng may đồ mà đi lễ chùa, nàng nhận đi. Chàng bán nhang có lời lớn bao nhiêu đâu, mua toàn thứ mắc tiền không vậy? Có nhiều đâu. Thật ra thì anh muốn nàng đẹp. Mặc dù nàng đẹp á thì anh dễ mất nàng, nhưng mà không hiểu làm sao á, anh vẫn muốn nàng đẹp. Tôi biết tôi á không có giàu sang, đã vậy anh lại lớn tuổi nữa, nên... Chàng đừng có nói vậy, cốt là ở tấm lòng mà. Nàng, nàng nghĩ vậy thiệt hả? Anh cảm ơn nàng nhiều lắm. Bây giờ nàng đã hiểu được lòng anh.
nàng đang đi tìm ta. Nàng nhớ ta rồi, không thấy ta, nàng chịu không nổi, cả ra cắn cầu rồi. Nàng chờ tao phải không? Chàng thiệt là... Thiệt là cái gì? Thôi mà, nàng đừng có chối mà. Ta thấy nàng đưa mắt tìm ta nè. Nàng còn mắc cỡ nữa kìa. Không có, em không giỡn đâu. Nếu mà không có gì, em đi về đó. Thôi mà, nàng đừng có giận. Ta có cái này muốn tặng cho nàng nè. Thôi, chàng đừng có tặng gì hết. Chàng mua quá trời rồi mà. Nàng làm vợ ta nghe. Ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt đến gặp cha nàng để xin cha nàng cho nàng làm vợ của anh. Không được đâu chàng ơi. Sao vậy? Cha của em... Nàng sợ cha nàng chê tôi nghèo, với lại lớn tuổi hơn nàng chứ gì. Em xin chàng hãy cho em thêm một thời gian nữa để em thưa chuyện với cha được không? Em về trước đây. Chuyện khó nhất là lừa nàng đã xong. Cha nàng có cái gì là khó chứ? Mới về hả con? Dạ, tới rồi. Cha hai cô. Con đi đâu mà tới giờ mới về vậy? Cả nhà đang bàn chuyện hôn sự của con nè. Hôn sự? Không phải hôm trước cha đã nói rồi hay sao? Lấy chồng đi cho nó yên chuyện. Nè, hồi này có ai ở trển không mà con lên chùa hoài vậy? Dạ, đâu có ai đâu cô. Con lên chùa cầu Phật. Liêu hồn đó, mèo má gà đông là cha đập chết đó. Con á, đẹp người đẹp nết vậy, đừng có dại mà uổng một đời đó. Cứ để cha con với cô sắp đặt cho. Nhiều chuyện. Mối này được lắm. Nhà người ta gia môn lễ giáo, hợp tuổi với con nữa. Lần tới người ta qua đây, con thấy làm sao? Không cần biết nó thấy làm sao hết. Cứ chuẩn bị đón tiếp người ta cho đàng hoàng. Phải đó. Dù cái mối này rồi á, thì không biết kiếm ở đâu ra cái mối nào ngon hơn cái mối này đâu. Đúng rồi, đúng nghe rồi. Nghe con, phải không anh? Từ nay con không được lên chùa nữa. Ở nhà chuẩn bị giáp mặt đàn trai. Dạ. Sao căng quá vậy ta? Phải về tính tiếp mới được. Vậy là mọi chuyện đều ổn hết. Nàng nương lại đây. Trời, sao chàng lại tới đây vậy? Tại tôi nhớ nàng quá. Nè, nàng ra ngoài sau hè, tôi gặp nàng nói chuyện nàng chút được không? Nghe, nhanh nha. Cha nàng đâu rồi? Cha em đi ra ngoài bàn chuyện hôn sự rồi. Tôi nghe nói nàng bị cấm túc á, mà tôi nhớ nàng quá cho nên tôi liều thân đến đây thăm nàng nè. Tôi tới đây định bàn với nàng á là tụi mình phải trốn thôi. Trốn? Ừ. Phải trốn. Nàng nghĩ đi, số mệnh á buộc tôi với nàng hai người thành một cặp rồi, đúng không? Đã thành một cặp rồi mà bây giờ á mình cãi trời cãi số á nghe. Mà trời Phật biết được nghe. Ông trời ông Phật mà ông nhận là một cái nghe, là ông phạt mình á kinh khủng lắm kìa. Nàng không biết đâu. Đúng rồi ha. Tối nay nè, nàng ra ngoài bụi tre đầu làng á, cái tôi dẫn nàng đi trốn. Nàng đi á, nàng đừng có đem đồ đạc gì hết trơn á nghe. Vậy em mang tiếng là bỏ nhà theo trai hay sao? Không phải là nàng bỏ nhà theo trai, mà là
người ta gọi là cái gì ta? Người ta gọi là gạo nấu thành cơm. Rồi cái tôi với nàng thành vợ thành chồng rồi đó. Cái có con có cái rồi cái mình kéo con kéo cái về mình ra bắt cha. Cha thấy cây, cha cứ ngọng, cha bó tay, cha nói hai đứa này liều quá cây, cha chấp nhận cho chịu luôn. Đi. Không đi. Đi. Không đi. Đi. Không đi. Đi. Không đi. Đúng là số mệnh của mình thì cha có sắp đặt mấy cũng không được. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy. Làm gì giống như người mất hồn vậy? Dạ không có gì đâu cha. Không có gì thì thôi. Cha qua nhà ông hai đánh cờ uống trà, sẵn bàn cái chuyện hôn lễ của con luôn. Dù sao ông hai cũng là người trưởng tộc, cho nên cũng phải nói ông hai một tiếng. Con ở nhà coi nhà nghe. Cha ơi. Có chuyện gì nữa? Dạ từ trước tới giờ nếu con làm gì có lỗi với cha, cha bỏ qua cho con nha. Con gái lớn sắp lấy chồng rồi, tự nhiên bỗng thấy có lỗi hay sao? Thôi, lỗi phải gì, cha con mình dù sao cũng là cha con mà. Đàn trai chưa qua mà. Cha biết là bây giờ con cảm thấy trong lòng rất là bối rối. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều. Ở nhà đóng cửa tắt đèn ngủ trước đi. Hôm nay cha về trễ đó, tối cha về cha tự vô nha. Cha, con là đứa con bất hiếu, xin cha tha lỗi cho con. Khỏe nha cha. Cha, con xin lỗi cha. Lâu dữ vậy, làm ta chờ nàng, ta xót ruột muốn chết luôn à. Dạ, em phải chờ cha đi ra ngoài đánh cờ rồi mới dám đi. Nhưng mà chàng ơi. Cái gì? Em thấy có tội với cha quá. Trời ơi, tội cái gì? Số của nàng á là trời định đoạt như vậy rồi. Mà nàng yên tâm đi, trời sẽ phù hộ cho nàng. Bây giờ như vậy nè, nàng chui vô cái giỏ này, cái anh gánh nàng về nhà của anh. Em phải chui vô trong cái giỏ đó sao? Thì nàng phải chui vô đây để cho mọi người không có thấy nàng đi chung với ta. Lẹ đi, lẹ đi. Rồi nè, nàng chui vô, nàng chui vô. Nàng chịu khó, khó thở chút nghe.
Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Dạ bẩm thái tử điện hạ, người ngựa cung nỏ mọi thứ đã sẵn sàng, đang chờ điện hạ phía ngoài. Dạ bẩm hoàng tử, hoàng hậu dặn phải dâng áo choàng cho người, để người đi vào chốn rừng thiên nước độc, lỡ cảm mạo phong hàn. Mẫu hậu ta cứ khéo lo, ta đi săn mỗi niên mấy kỳ, chứ đâu phải lần đầu đâu. Thôi, ngươi hãy bẩm báo mẫu hậu ta là ta sẽ nghe lời người, để người yên tâm. Dạ. Người lui đi. Nàng chịu khó tí nha, thấy đằng kia mình nghỉ mệt. Nàng chịu khó ngồi trong này nha, anh ngồi nghỉ mệt cái đã, rồi anh mở nắp ra cho nàng nghỉ mệt. Ủa ai vậy? Trời đất ơi, vô tới đường sau rồi mà còn bị phát hiện nữa hả? Cái tội này, cái tội mà dụ dỗ gái đẹp chắc tội không nhẹ đâu. Giữa rừng quanh vắng, ai để hai cái bồ ở đây? Dạ bẩm hoàng tử, không biết cái bồ này của ai để đây mà không thấy người. Mở ra ta xem. Dạ. Chỉ là nhang dưới quần áo thôi. Mở cả bên kia nữa. Dạ. Dạ bẩm là người. Mời nàng đứng lên. Nàng là ai? Tại sao lại trốn trong cái bồ này? Dạ, tôi là... Vô lễ. Đây là... Dạ. Nàng cứ nói đi. Nàng là ai? Tôi tên là Nương. Tôi đang trên đường bỏ trốn cùng với người mà trời Phật đã sắp đặt cho tôi để lấy làm chồng. Nàng đang bỏ trốn ư? Nói ra thì thật hổ thẹn. Tôi vốn mơ mộng hảo quyền, sánh duyên cùng hoàng tử. Cái gì? Nàng nói sao? Nàng muốn sánh duyên cùng hoàng tử hả? Chính vì vậy mới ra cớ sự. Để tôi kể cho người nghe đầu đuôi câu chuyện ra sao. Sao xui dữ vậy trời? Bao nhiêu con lao lừa được nàng, mồi đã đưa tới miệng rồi mà không được ăn. Nếu gặp cướp coi như là xong rồi. Không biết tụi nó có bắt nàng đi không nữa. Cứ nghĩ số phận đã an bài nên tôi đành nhắm mắt đưa chân. Nhưng mà làm sao nàng biết tên bán nhang đó là do trời Phật sắp đặt cho nàng? Là tại vì tôi đang ngồi quỳ khấn lại Phật thì có nghe tượng Phật nói chuyện. Lão tuếch, làm gì mà có cái chuyện tượng Phật biết nói được. Nhất định tên bán nhang đó đã bày mưu để lừa nàng. Hèn gì, tôi có nghe giọng nghe quen.
nàng thật là quá nhẹ dạ cả tin mà. Thôi bây giờ... Dạ bẩm Thái Tử Điện Hạ, con thỏ đã chạy mất, nhưng chúng thần bắt được con trăng. Ngài là... Sao chưa còn thi lễ? Người là hoàng tử đương triều. Dạ, tôi xin bái kiến hoàng tử. Thôi được rồi, miễn lễ, nàng không cần phải đa lễ như vậy. Ta có cách trừng trị tên bán nhang đó rồi. Đến đâu? Dạ, đem con trăng này bỏ vô bồn. Đây mới chính là số phận của tên bán nhang lưu manh xảo quyệt đó. Nhanh lên. Dạ tuân lệnh. Còn nàng, nàng hãy theo ta về cung. Hơn quá còn nguyên. Bây giờ phải gánh nàng về nhà mới được. Để phát hiện lần nữa hả? Là tù một công á. Dạ, nương nương nhìn thật là đẹp. Đã đến giờ làm lễ giao bôi ạ. Ừ, ta đã sẵn sàng. Hoàng tử điện hạ giá đáo. Miễn lễ. Cho ngươi lui. Dạ nô tỳ xin phép cáo lui. Thần thiếp chậm trễ quá nên phải để hoàng tử thân chinh tới đây. Tại ta nóng lòng muốn gặp tân nương của ta thôi. Hôm nay là ngày ước nguyện của nàng thành sự thật. Tân nương của ta cũng biết ước mơ thật đó. Đây, hoàng tử của nàng đang đứng trước mặt nàng đây. Đây mới chính là số phận của nàng. Hoàng tử cứ ghẹo thiếp không à? Ta cứ tưởng tượng lúc mà cái tên láo cá đó mở cái bồ ra, không phải nàng mà lại là một con trăng. Thôi thì cứ để hắn lấy hết mưu mô trong đầu hắn ra mà giữ cho hắn toàn mạng. Còn thiếp thì thấy tội người đó hơn. Tại vì nhờ người đó mà thiếp mới được gặp hoàng tử. Nếu nhỡ hôm đó ta không đi săn đúng lúc thì sao? Thì bây giờ cuộc đời của nàng đã rẽ sang một hướng khác rồi. Đâu có gì đâu phải tội. Mình đi thôi. Tới nhà rồi nàng ơi. Nhìn gì? Nhiều chuyện. Hả? Ủa? À, hả? Đi làm về rồi đó hả? Ờ. Nhìn gì mà nặng quá vậy? Ừ thì đi làm ăn xa phất quá ha. Cái gì trong đây? Trời không ơi, được vô. Cái gì mà ghê vậy? Cái gì vậy? Hả? Trời ơi. Làm gì ghê vậy? Nè. Chắc Hàn Quốc cấm quá à. Cấm gì? Không phải hàng quý mà là hàng dữ, rất dữ. Là cái gì vậy? Rắn đó. Vậy mấy người mà đụng vô nghe, nó cắn cái chạy nọc rồi nó ăn thịt luôn đó. Ừ, phải không? Ừ, vậy tôi nói cho mấy người biết nghe. Rắn nào ông ơi? Cái này rắn mà rắn độc quá nghe, cho nên là một hồi có nghe cái tiếng gì á là không có được phóng vô nhà tôi, nghe chưa? Ừ. Nghe chưa? Trời ơi. Rắn quá, trời quá đất. Rắn luôn hả? Rắn gì nhà chi vậy trời? Rắn mà dám đem về nhà. Chắc đâu cũng cả nhà rồi nàng ơi. Trời ơi, đâu vậy? Đâu vậy? Mấy người đi đâu vậy? Công nhận mấy người nhiều chuyện thiệt á. Nè, tôi nhắc lại một lần nữa nghe. Nghe. Trong nhà bất cứ có chuyện gì xảy ra, mấy người không được nhảy vô nhà tôi, nghe chưa? Chạy vô đó, rắn nó cắn chết đáng chịu quá. Tôi không có chịu tội giùm cho mấy người đâu đó.
vô đây nàng ơi. Người vợ yêu dấu của ta ơi, bây giờ nàng về nhà của chồng nàng rồi. Đôi ta đêm nay sẽ thành vợ chồng thôi. Bà khoan, để anh ra đóng cửa anh cái. Nè, làm gì trọng vậy? Trời đất ơi, sao mấy người không chịu về đi? Mọi người ra sao vậy? Chọn chút xíu đi. Công nhận mấy người nhiều chuyện thiệt luôn á. Trời ơi, sao ông có gì đâu? Hình như có cái gì bí mật sao quá. Người vợ yêu dấu của ta ơi, anh đã đuổi dân làng về hết rồi. Bây giờ ở cái không gian này chỉ còn ta với nàng thôi. Anh biết hồi nãy giờ gánh em đi đường xa, một quãng đường rất xa, em ngợp lắm đúng không? Bây giờ anh mở cho em thở nè. Vợ yêu dấu của ta ơi, ta với nàng tuy hai, một hồi nữa đôi ta hòa quyện với nhau chỉ còn một thôi. Cúp hà. Sao sao lại là mày? Ê cứu cứu bà con ơi, bị gì vậy? Mình la dữ vậy, hồi nãy á ổng đâu có cho mình vô đâu, mà bây giờ ổng la dữ vậy. Trời ơi, lâu làm có vô mà rồi đó. Chết rồi, cứu cứu. Tôi nói thiệt, tôi không có giả bộ đâu, tôi nói thiệt mà. Ê mày thả tao ra, đừng có quên chân tao. Thôi về thôi, đi mày, đừng có quan tâm mày ta tao đi, tao lại mày á. Đừng mày làm như vậy. Chào cha. Trở về đây là cha vui lắm rồi. Con có biết là tâm mong con từng giây từng phút hay không? Cha ơi, xin cha hãy tha tội cho con. Lỗi của cha là lỗi của cha. Đây là... Dạ, đây là Thái tử điện hạ. Thần xin ra mắt Thái tử điện hạ. Xin người hãy đứng lên, thưa nhạc phụ. Ngày giữa mày gọi ta là gì? Nhạc phụ. Chuyện này là sao con? Lúc con bỏ nhà đi, cũng may là có Thái tử, chàng đã ra tay cứu giúp. Rồi sau đó con và Thái tử đã nên duyên vợ chồng. Con xin được ra mắt nhạc phụ. Không dám, không dám. Dạ. Cha, lần này con về thăm cha, con rất là muốn cha lên kinh thành đoàn tụ với con nha. Dạ đúng rồi đó nhạc phụ. Con à, cha đã quen cuộc sống thanh đạm từ lâu rồi. Con cứ đi theo con đường của con chọn đi. Hôm nay thấy con hạnh phúc, cha mừng lắm. Cha mong rằng con của cha sẽ được hạnh phúc suốt đời. Cha, nay con về tới đây rồi, để cha làm một mâm cơm, trước là cúng ông bà tổ tiên. Sao là để mừng con gái của cha thành gia lập thất chứ. Dạ. Cô gái vì nhẹ dạ cả tin và mê tín nên suýt nữa khiến cuộc đời mình bất hạnh. Nhưng may mắn người hiền sẽ gặp lành, cô sống hạnh phúc với hoàng tử suốt đời. Còn tên bán nhang, hắn phải nhận lấy hậu quả
và làm mồi ngon của con trăng dữ, vì tính tình xảo quyệt, chuyên lừa gạt người khác.